Kính chào quý vị và các đồng chí. Thưa quý vị và các đồng chí, chuyên mục an ninh Quảng Bình kỳ này gồm có những nội dung chính sau: phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng công an trong tỉnh, tấm gương về làm kinh tế giỏi sau khi được đặc xá, phóng sự đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma túy tại địa bàn cơ sở. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Thưa quý vị và các đồng chí, Công an tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức tổng kết và trao giải cho cuộc thi cán bộ hồ sơ giỏi trong lực lượng cảnh sát nhân dân. Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo buổi lễ. Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Quốc Tường đã trao 3 giải tập thể cho các đơn vị đạt giải nhất là phòng PV27, giải nhì là Công an thị xã Ba Đồn và 3 giải ba thuộc đơn vị Công an thành phố Đồng Hới. 6 giải cá nhân cho các cá nhân đạt giải nhất là đồng chí Hồ Thị Thanh Mai, Phó đội trưởng phòng PV27, 2 giải nhì cho các đồng chí Nguyễn Thị Phương Vinh, Phó đội trưởng phòng PV27, đồng chí Phan Thị Khánh Chi, cán bộ công an huyện Bố Trạch. 3 giải ba cho các đồng chí Bùi Quang Thanh, trưởng công an thị xã Ba Đồn, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó đội trưởng phòng PC49 và đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, cán bộ phòng PC45. Hội thi là dịp để đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, chế độ, quy định hướng dẫn về công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ cảnh sát trong lực lượng cảnh sát nhân dân. Hưởng ứng đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành thông đạt số 01 về bảo vệ, giữ gìn tài liệu lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 1946, 3 tháng 1 năm 2016. Thưa quý vị và các đồng chí, thêm một vụ vận chuyển ma túy tổng hợp được các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phát hiện và bắt giữ. Bước đầu xác định đây là một mắt xích trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam nếu có yêu cầu đặt hàng. Trước đó, lúc 17 giờ ngày 31 tháng 8, tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cùng phối hợp với các lực lượng hải quan, bộ đội biên phòng tỉnh bất ngờ kiểm tra hai thanh niên đang nhận hàng từ xe khách Mỹ Khánh chạy tuyến Đồng Hới Viên Chăn là Nguyễn Văn Lời sinh năm 2000 và Nguyễn Ngọc Thự sinh năm 1998, đều trú ở xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới. Qua đấu tranh bước đầu, hai đối tượng này khai Nguyễn Thành Đạt ở xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới nhờ nhận giúp số hàng nói trên. Lực lượng chức năng tiến hành truy xét, triệu tập và đấu tranh. Nguyễn Thành Đạt đã khai nhận số hàng đó gồm 145 viên nén đều là ma túy hồng phiến do dì ruột là Nguyễn Thị Nhài, hiện trú tại Lào, gửi từ Viên Chăn về cho Đạt. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng vụ án. Lễ hội bơi đua thuyền trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy là lễ hội truyền thống tổ chức vào ngày 2 tháng 9 hàng năm. Để góp phần cho các hoạt động của lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp, Công an tỉnh Quảng Bình, Công an huyện Lệ Thủy đã xây dựng kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại lễ hội, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách khi đến với Lệ Thủy. Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2015 được tổ chức thu hút 22 thuyền bơi nam, 8 thuyền đua nữ của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lệ Thủy, gồm Lộc Thủy, Phong Thủy, Liên Thủy, An Thủy, Xuân Thủy, Sơn Thủy, Mai Thủy và thị trấn Kiến Giang với hơn 1.000 vận động viên. Trong thời gian diễn ra lễ hội bơi đua thuyền, lượng người và phương tiện giao thông tại huyện Lệ Thủy rất lớn. Vì vậy, Công an huyện Lệ Thủy đã có kế hoạch sẵn sàng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông nhằm phục vụ tốt việc tổ chức lễ hội. 100% cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông được huy động cùng các thiết bị hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông, không để ùn tắc và mất an ninh trật tự. Riêng Công an tỉnh đã điều động thêm 40 cán bộ chiến sĩ cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại lễ hội. Với sự chủ động tích cực của các lực lượng chức năng mà đi đầu là lực lượng công an, lễ hội bơi đua thuyền năm 2015 tại Lệ Thủy đã diễn ra an toàn, vui tươi, phấn khởi và để lại ấn tượng tốt đẹp với du khách gần xa. Thưa quý vị và các đồng chí, là những con người từng lầm lỗi, phải trả án bằng những năm tháng tù tội. Sau khi được đặc xá, giảm án trở về địa phương, họ đã vượt qua những mặc cảm. Cùng với ý chí, nghị lực và đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương đã giúp họ vực dậy, trở thành những điển hình trong làm ăn kinh tế, cũng như trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Tấm gương của anh Nguyễn Hải Hưng là một trong ví dụ điển hình đã phục thiền nhờ sự giúp đỡ của xã hội. Trở về xã hội với hai bàn tay trắng, cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn, bây giờ lại càng khó khăn thêm.
Thế nhưng điều đó không làm nản lòng quyết tâm làm lại cuộc đời lương thiện và trở thành người có ích cho xã hội. Hơn 7 năm phấn đấu, tích góp và dành dụm, giờ đây anh Nguyễn Hải Hưng đã có căn nhà nhỏ hạnh phúc. Chiếc xe tải là tài sản giúp anh phát triển kinh tế. Đặc biệt hơn là anh có thêm nhiều thời gian để chăm sóc mẹ già thường xuyên ốm đau bệnh tật. Khi mà tôi được đặc xá ra khỏi trại, thì trở về trước mắt là được người thân trong gia đình đồng viên. Bên cạnh là đặc biệt là có mẹ già, con mẹ già. Thì sau này là gặp được lãnh đạo của thị trấn, thì bên là các lãnh đạo học đồng viên là sau khi mình đã lầm lỡ trở về thì phải cố gắng cải thiện. Nhưng mà riêng với bản thân tôi thì khi mà trở về thì một cái mà quan trọng nhất mà để làm ăn là tôi không có một gì, không có gì mà một chút mặc cảm. Mình phải xóa được mặc cảm để mà vượt lên để mà là vừa là không đem lại những cái mà đảng và nhà nước đã ưu tiên cho mình, là đặc xá cho mình. Nếu còn nếu mà mình về mà mình có một chút mặc cảm hoặc là buông xuôi thì là họ mất. Chính sự bền bỉ, quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương sau những ngày anh Nguyễn Hải Hưng mới trở về với cộng đồng đã giúp anh có thêm nghị lực, quyết tâm hơn để phục thiện. Thì quá trình họ về đến trình diện với địa phương, với ban công an trực tiếp gặp gỡ họ, thì qua gặp gỡ rồi trao đổi nắm bắt được cái tâm tư về nguyện vọng của họ, với hai nữa là cũng phát hiện ra là cái mặc cảm của họ. Thì sau khi nắm được cái tâm tư tình cảm đó thì công an thị trấn chúng tôi cũng về trực tiếp gặp gỡ các cái đối tượng, xem họ cái hoàn cảnh gia đình họ sống như thế nào, về động viên gia đình mọi người thân xung quanh là không nên mặc là cư xử vì coi họ là như những người phạm tội người khác, để tạo điều kiện cho họ là tái hòa nhập cộng đồng để nhất, và tham mưu cho chính quyền địa phương giúp đỡ tạo điều kiện cho họ có công ăn việc làm. Giờ đây không chỉ làm giàu cho bản thân gia đình, anh Nguyễn Hải Hưng là nhân tố tích cực trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, tình nghĩa và các hoạt động cộng đồng. Đặc biệt anh là điển hình trong làm ăn kinh tế hộ gia đình tại địa phương. Thực hiện nghị định số 80 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tái hòa nhập cộng đồng, thì được trong thời gian qua được sự quan tâm của Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân đã đẩy mạnh các hoạt động chỉ đạo để giúp cho các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng. Cụ thể là chúng tôi đã tạo điều kiện về hỗ trợ về mặt kinh tế cho các cái đối tượng được vay vốn, các cái chính sách ở địa phương thì cũng tạo điều kiện hỗ trợ và phối hợp với các cái đoàn thể đến từng gia đình tuyên truyền vận động để giúp đỡ đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, tránh mắc cảm kỳ thị. Trong nhiều trường hợp ở địa bàn thị trấn thì trong đó có anh Nguyễn Hải Hưng, thì sau khi được chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ thì anh đã phát triển kinh tế gia đình. Qua trường hợp của anh Hưng thì chúng tôi cũng nhân rộng mô hình này trên địa bàn thị trấn để giúp cho các đối tượng khác được tái hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế và trở thành người có ích cho xã hội. Tấm gương về anh Nguyễn Hải Hưng là một trong những điển hình về nghị lực hoàn lương tại địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đó cũng chính là minh chứng cho thấy người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sẽ thực sự tiến bộ khi toàn xã hội có một cách nhìn nhận đúng đắn và thiện cảm. Đồng thời tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ tới cuộc sống người chấp hành xong án phạt tù bằng tình thương và trách nhiệm của mình. Chúng ta cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao cái ý thức trách nhiệm cho cả cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, từ tỉnh đến huyện, cần phải có kinh phí trích ra để có chương trình kế hoạch trong việc đào tạo nghề cho những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Họ có nghề nghiệp ổn định, tạo điều kiện cho họ vay vốn, tổ chức các cái cơ sở sản xuất nhỏ lẻ ở tại các cơ sở phường xã để họ có điều kiện tiếp cận xin việc làm và chủ động rèn luyện mình, cải tạo mình từng cái việc làm cụ thể để họ lo và ổn định cuộc sống, không có điều kiện và không có cái cơ hội để tái phạm và vi phạm pháp luật tiếp theo. Hơn 18.000 người được đặc xá dịp mùng 2 tháng 9 vừa qua được trở về với cộng đồng. Tin rằng họ sẽ biết vượt qua mặc cảm và cộng đồng hãy cùng chung tay giúp đỡ những con người, những số phận lầm lỡ với khát khao làm lại cuộc đời. Thưa quý vị và các đồng chí,
Qua thực tế, công tác phòng chống ma túy tại các địa phương có thể khẳng định công tác tuyên truyền phòng chống ma túy là việc làm hết sức cần thiết. Thông qua tuyên truyền vận động quần chúng tham gia phòng chống tội phạm ma túy đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với việc phòng ngừa đấu tranh với tội phạm này. Thời gian qua, tại nhiều địa phương, lực lượng công an đã trở thành nòng cốt trong công tác tuyên truyền phòng chống ma túy và đã góp phần ngăn chặn tệ nạn này. Những buổi tuyên truyền về tác hại của ma túy luôn thu hút đông đảo người dân đến tham dự. Các thông tin về diễn biến tình hình tội phạm ma túy, những loại ma túy mới du nhập vào địa bàn nước ta và địa phương, cách nhận biết, phòng tránh và những phương pháp cai nghiện thành công, tất cả được truyền tải một cách sinh động và chân thực nhất đến mọi tầng lớp nhân dân. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức kế hoạch triển khai trên tám địa bàn huyện, thành phố, thị xã về công tác tuyên truyền phòng chống ma túy để nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân. Trong đó chú ý các địa bàn trọng điểm như cùm các địa bàn Gia Ninh, Hàm Ninh, Võ Ninh, cùm thị trấn Ba Đồn và các cái địa bàn trọng điểm ở các cấp huyện thì giao cho các cấp huyện tổ chức triển khai với nhiều hình thức lồng ghép như là in tờ rơi phát cho quần chúng nhân dân, rồi tổ chức tuyên truyền tại hội nghị, tuyên truyền bằng xe lưu động của các phòng văn hóa thông tin ở cấp huyện, tổ chức tuyên truyền trên loa truyền thanh công cộng ở các thôn xóm, đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ thường xuyên để đấu tranh triệt xóa các ổ nhóm đường dây tổ chức mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy. Kết quả từ những buổi tuyên truyền còn là để mỗi người dân trở thành những nhân tố tích cực trong việc tuyên truyền giáo dục về nguy cơ tác hại của ma túy ở các địa bàn thôn, xóm và ngay trong chính gia đình. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, tình trạng mua bán, sử dụng các loại ma túy tại các địa bàn nông thôn đang diễn biến phức tạp, tinh vi hơn. Đáng chú ý là ma túy đá tại các vùng nông thôn đang có chiều hướng gia tăng. Trong khi đó, người dân phần lớn là lao động nông nghiệp, do đó kiến thức về pháp luật và tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn ma túy còn rất hạn chế. Tại buổi tập huấn tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy hôm nay thì bản thân cán bộ chúng tôi thấy được tác hại của từng loại ma túy đối với gia đình hoặc đặc biệt là đối với lứa tuổi thanh niên mới lớn. Thì việc này trách nhiệm của xã, của chính quyền và chúng tôi cũng sẽ là vận động tuyên truyền, đặc biệt là cả cái tổ chức đoàn thể cũng phải vào cuộc để làm sao đó giảm tối thiểu tệ nạn ma túy trên địa bàn và hạn chế tối đa những cái là về kinh tế, về sức khỏe của con em. Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các địa bàn cơ sở, thời gian qua, lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã tập trung đấu tranh, triệt xóa nhiều ổ nhóm, đối tượng chuyên mua bán, tàng trữ số lượng ma túy lớn trên địa bàn. Đáng chú ý là vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an huyện Bố Trạch bắt giữ đối tượng Đào Thị Ngân, sinh năm 1985, trú ở thôn Thuần Ninh, xã Thuần Đức, thành phố Đồng Hới, khi đang vận chuyển 10 gói ma túy đá. Đây là một trong số những đối tượng nằm trong mắt xích chuyên cung cấp ma túy đá cho các con nghiện trên địa bàn huyện Bố Trạch. Và mới đây, các lực lượng chức năng đã triệt xóa các đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp từ Lào về tiêu thụ tại địa bàn tỉnh Quảng Bình. Chú ý nhất là công tác giảm cung, giảm cầu, trong đó giảm cầu là quan trọng. Muốn làm được việc này thì công tác tuyên truyền và thực hiện các cái hoạt động nghiệp vụ phòng chống là chủ yếu, phòng ngừa là chủ yếu. Để ngăn chặn nguồn cung, giảm cầu, từ đó giảm cầu, ảnh hưởng hiệu quả về công tác phòng chống ma túy của địa bàn tỉnh. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác này, lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần tích cực vào công cuộc đẩy lùi cái chết trắng ra khỏi địa bàn các khu dân cư. Tuy nhiên, để thực hiện công tác phòng chống ma túy hiệu quả, rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ huyện đến cơ sở. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục cần được đẩy mạnh, kết hợp với tăng cường đấu tranh phòng ngừa trấn áp tội phạm ma túy, thực hiện tốt các chương trình phối hợp nhằm thống nhất về nhận thức, hành động, đạt các mục tiêu, kế hoạch đề ra.
Chuyên mục An ninh Quảng Bình kỳ này xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.